Hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay là video cuối cùng trong chuỗi 5 video Hiệp chia sẻ cho mọi người về cái ứng dụng TikTok để làm sao chúng ta có thể làm các video thu hút và tăng tương tác ở trên Facebook rồi. Và ở video cuối cùng này thì Hiệp sẽ chia sẻ với mọi người cách để chúng ta có thể là làm reaction cái hành động người khác, tức là làm theo cái hành động của người khác là như thế nào. Hôm trước thì đã có một cái mình sẽ làm là nó sẽ căn chỉnh là mỗi bên một nửa video, còn bây giờ sẽ là họ làm ở mình để góc cùng trên bên trên nhá, còn mình sẽ làm toàn màn hình. Thì nó như thế nào thì Hiệp sẽ chỉ luôn cho mọi người ha. Đây là ví dụ là một video mà bạn yêu thích, bạn rất thích cố ý và bạn muốn làm theo, thì bạn làm như thế nào đó. Thì để xuất hiện cả hai người cùng một lúc nào á, thì mình sẽ chọn vào nút chia sẻ nha, 1, 2, 3 chia sẻ đây, nút mũi tên chia sẻ đây ạ. Đó, sau chúng ta sẽ chọn là GX đó, chọn GX đó. Vậy nha, đó mình thì tha hồ mình sẽ bấm vào cái nút tròn tròn này, mình bắt đầu quay nè. Đó, vậy là mình đã làm xong rồi đúng không ạ? Rất là dễ thôi, và mình đăng thôi. Đó, rất là hay, rất là buồn cười đúng không ạ? Đó, vậy là rất là đơn giản thôi. Hiệp đã chia sẻ xong mọi người cách để chúng ta có thể làm các video, làm theo các cái trend đúng không ạ? Hiệp tin chắc rằng là khi mà mọi người lần đầu tiên mọi người đăng những cái video TikTok này thì sẽ rất là thu hút ở trên Facebook đó. Chúc mọi người thành công nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube Hiệp Nguyễn TV để đừng bỏ lỡ bất kỳ một video hữu ích nào nha. Bye bye.